thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin về tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố, đặc biệt là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải, góp phần cải thiện chất lượng không khí, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể. 1. Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẩn trương xong xuôi các nhiệm vụ được giao tại công văn số 3504 Bộ Giao thông Vận tải ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quyết định số 16/2019 tăng thiết giá của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm có biện pháp tuyên truyền, bình thường lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải thế hệ đối với xe ô tô tham gia giao thông tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thành lập kế hoạch, tổ chức các đợt kiểm tra lưu động để kiểm tra khí thải xe ô tô nhằm nâng cao ý thức, bổn phận của chủ phương tiện trong việc bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì mức phát thải của xe ô tô giữa hai kỳ kiểm định. Trước mắt, tập trung kiểm tra đối với xe buýt, ô tô khách, ô tô tải xả khói đen làm ô nhiễm không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đối với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường tuần tra, cương quyết xử lý người chỉ đạo xe ô tô chở vật liệu thành lập, chất đổ thải không che chắn đúng pháp luật làm rơi giải gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, bình thường các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tăng cường công tác quản lý kỹ thuật đối với phương tiện nhằm phục vụ các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện, khuyến khích các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phương tiện phát thải lớn, hoạt động với tần suất cao tại các thành phố, đầu tư, chuyển đổi sang sử dụng phương tiện ít phát thải, phần mềm công nghệ, trang bị xử lý khí thải trên xe buýt nhằm giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra lưu động.